nay mình đi bắt tổ kiến vàng nha các bạn. Thì các bạn biết là kiến vàng là cái loại kiến gọi là đặc sản nha. Hồi nãy biết chạy vác cái thang A nhà theo. Trời ơi, cái thang nó đi bài luôn. Bây giờ leo lên là nó cắn. Hứng hả? Cắt thả xuống là ở đây luôn. Đây các bạn thấy là kiến vàng thường là nó ăn các cái loại côn trùng sâu bọ mà nó đu lên thân cây các bạn. Nghĩa là đây là thiên địch, nó sẽ tiêu diệt những cái loại sâu bọ có hại cho cây trồng. Rất là hiếm, rất là tốt nha các bạn. Nhưng mà nó cũng là một trong cái món ăn đặc sản của Tây Nguyên. Nên là hôm nay là mình sẽ bắt cái tổ này về mình chế biến món ăn. Thì các bạn thấy là ở trên đọt là nãy giờ là cái tổ nó rất là to nha, nhưng mà đứng mé bên kia thì nó hơi hơi chói nắng. Các bạn thấy mình quay lên nè, tổ rất là to nè, à, trên cây xoài tới 3 tổ luôn. Hay là xa rồi ba nghiêng qua bên này đi. Thôi chị ra cầm bao đi. Làm cho chị giống trồng cây á. Không sao đâu. Không được, bảo ở dưới á, thả xuống. Đứng ở dưới á. Đứng nắm đi ra kia. Đứng bên này thì hơi chói nắng, mà đứng bên kia thì cái cành nó vướng không có thái được. Tổ rất là to. Một lần 3 tổ luôn nha. Từ nha, để leo lên quay cận cảnh ở trên luôn. Lần... Ủa đang cắt lỗi hả? Nhanh 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 nhanh. Lấy ở trên đi ra hả? Kìa, cánh. Rớt đất quá trời luôn. Rớt hết rồi. Sao để cái này nó bò lại bữa sau nó có tổ mới. Cắn. Cái con gì đây? Chú cường mất cảnh đó luôn chú cường. Cắn mất rồi. Rồi thả. Rồi chú cường ơi nhé. Một tay cầm điện thoại, một tay nhét rồi. Được. Ui, nó nhiều quá. Quá trời kiến rồi. Ui, rớt dày đất luôn này. Đứng này chói quá, không thấy gì hết. Tổ này to nhất nhưng các bạn, chắc mình thả điện thoại xuống mình chụp mà thao tác một xíu. Đứng này. Thành quả nha các bạn, quá trời nè. Trời ơi, nguyên ôi trứng kìa, ốc nốc kìa. Rồi cái này nốc nhưng mà cắn đau nha. Chịu khó xíu về mình sẽ ăn lại nó. Nó cắn mình thì mình cắn nó. Kiến này nó khôn, nó thích ở lên đọt không. Làm đi, đang quay mà. May mà nó rớt đây này. Còn con tổ chứ mấy mà. Cắn quá các bạn ơi. Sưng mình sưng ngoài hết. Kiến này nó cắn rồi nó. Thôi đi dạo chỗ khác đi, chỗ đó kiến nhiều lắm đó. Đi gốc cây khác mà đứng. Kiến này nó cắn đau thôi, nó đâu có sưng. Được một bao. Để đem thử cho được bao. Ui, làm gì có ba kìa trứng không kìa. Có mẹ công này.
Bắt cốt ra. Rồi. Chú Hào mới hỏi thăm có kiến xong. Cho biết. Hồi sáng tới đây đóng tiền điện xong rồi Diệu nói đi bắt kiến. Nhà trường nhiều không? 550. Tháng này xài máy lạnh với máy quạt nhiều quá. Lên lên 308. Nhà chú Hào mới ghê 540, 530 vậy. Chú Hào nói được. Nói về đây xài. Bật máy quạt hay tư đây nè tư. Đây sáng nay đi bắt được thành quả như vậy nha các bạn. Bây giờ sẽ bỏ vô trong nước ấm nè. Nước sôi luôn nè. Nước ấm lên nó xỉu được rồi chứ. Đó, thả vô là nó xỉu để nó khỏi cắn mình các bạn. Nên là mình rửa sơ qua luôn. Đó, quá trời luôn ha. Nghe mùi chua nồng nàn luôn. Nước ít quá. Nó nồng mùi lên. Cường khá đi cha. Mùi đi. Sao đâu có ít con nó bò lên. Ô nó nở thành con già luôn kìa. Rồi xỉu hết rồi. Nó xỉu rồi thêm nước lạnh vào. Xỉu thì để cho nó chết hết đã. Thì mình thêm nước lạnh đây mình lấy từng lá này. Chết rồi chứ kiến đâu mà chịu nổi cái nước này. Nằm hết rồi kìa. Còn đây nè. Đâu? Ui, kiến đời bao hết. Ôi thôi. Sáng giờ cắn đủ rồi giờ còn cắn. Cắn mấy đứa quái chơi. Cắn khá là khóc luôn á. Ba làm gì á? Cho nó lên đó hả? Tên lập ổ đó hả? Trời ơi, nó bò đại mình hết kìa. Ô. Chiều mới nấu à chứ không phải nấu giờ. Nấu gì? Nấu cá, giờ chưa có cá. Chị trưa này không biết ai bán, có bà nào bán xe trưa không biết. Cắn mất rồi, phải không? Bà nghe khi hàng số 3 đó. Mình chọc cái lóc vô. Bà à, em vừa mới vào đặt lên bếp luôn. Đi quá mà. Em cứ nghĩ chừng đó là được rồi. Lạch lá đúng không? Lạch lá bỏ đây nha, đừng có bứt lung tung chứ không có em nó. Ăn hay để ngâm đi rồi ăn cơm xong làm. Phải không hơn à? Tiếng nó đầy gốc hết, ai đứng đó mình luyện. Ngâm trong nước sôi mà nó tái luôn rồi. Ôi dồi, nó chua. Ôi dồi, chua. Xoài này chỉ ăn chín thôi. Xoài này đúng là để ăn chín thôi. Giống như xoài ngoài Bình Định đó chứ cơ. Cái gọi này là xoài gì? Để về ăn bì tôm xong ra chợ rồi đó. Có thì mua làm buổi trưa luôn. Hồi nãy ai qua chú cửa? Mẹ. Ai qua đâu? Mẹ. Chú Hào. Ơi. Chú Hào đi đóng tiền điện xong rồi. Ô. Ừ. Để rửa đi, để tí nữa gắp. Thì cái nào ngồi quay bên đây. Cái nào một cái mà. Rau mồng tơi cũng nấu kiếm luôn à? Không có rau.